Lipid Lifeline là thực phẩm bổ sung chứa thành phần sữa non bò từ New Zealand với đa dạng thành phần dinh dưỡng, như trong một khẩu phần 16g chứa đến 300mg kháng thể IgG, 1000mg canxi, 1 tỷ đơn vị lợi khuẩn tiêu hóa và đa dạng các vitamin khoáng chất. Cùng công nghệ độc quyền Alpha Lipid giúp bảo vệ kháng thể và nâng cao độ hấp thu. Sản phẩm độc đáo tích hợp đa dạng thành phần quý giá giúp nâng cao hệ miễn dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chính vì vậy, Alpha Lipid Lifeline được xem là một trong những giải pháp vô cùng thông minh và tiết kiệm cho người tiêu dùng. Khi mỗi cá nhân tự chăm sóc, tự đảm bảo sức khỏe, thì lượng thời gian và tiền bạc tiết kiệm được sẽ tạo điều kiện cho các hệ thống y tế tập trung vào các ca bệnh nghiêm trọng hơn. Đây là kết quả cùng có lợi cho người tiêu dùng, bác sĩ và chính phủ. Mỗi tế bào khỏe mạnh xây dựng một cơ thể khỏe mạnh. Mỗi một người dân khỏe mạnh xây dựng một đất nước hùng cường. Alpha Lipid Lifeline cùng Việt Nam vững vàng vượt qua đại dịch.